Xin kính chào bà con cô bác cùng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube NNT 1001 của mình. Thì hôm nay mình sẽ dẫn bà con cô bác cùng tất cả anh chị em cũng như các bạn đến thăm một ngôi chùa. Đây là chùa Châu Thới nha các bạn. Thì để đến được ngôi chùa Châu Thới, các bạn đi đường quốc lộ 1K ngay chỗ Bình Dương, gần gần với cầu Hóa An đó các bạn. Cầu Hóa An là ranh giới giữa Bình Dương với Đồng Nai ha. Thì đây có di tích là núi Châu Thới, thì trên đỉnh núi Châu Thới có một ngôi chùa gọi là chùa Châu Thới nha các bạn. Đó thì ở phía ngoài quốc lộ 1K mình chạy thẳng vào bên trong, mình sẽ thấy được cái ngọn núi cao cao kia là núi Châu Thới. Thì trên đỉnh núi Châu Thới nó có một ngôi chùa gọi là ngôi chùa Châu Thới nè các bạn. Rồi chúng ta sẽ đi nha các bạn. Rồi xin chào các bạn, mình đang có mặt tại cổng cổng lên chùa Châu Thới ha. Thì mình gửi xe ở phía dưới và mình đi bộ lên bằng mấy bậc thang nha các bạn. Thì để lên được tới đỉnh núi là đỉnh núi Châu Thới hay là lên chùa Châu Thới á, thì mình phải đi khoảng 220 bậc thang ha. Có hai cách để mình lên chùa Châu Thới nha các bạn. Một là các bạn gửi xe ở đây với giá là 10.000 một chiếc xe máy ha. Còn không, các bạn có thể chạy xe máy lên trên đỉnh núi và gửi xe trên chùa luôn. Thì trên đó giá chỉ có 5.000 thôi, nhưng mà theo mình thì mình nên đi bộ, bởi vì cái đường quanh co và nó dốc rất là nguy hiểm, nhất là cho những bạn nữ hoặc là các bạn mà chở nặng thì mình nên đi bộ là phương án tốt nhất, bởi vì trên đường đèo nó trơn và nó quanh co rất là nguy hiểm. Mình không khuyến khích các bạn đi xe máy lên trên đỉnh núi nha các bạn. Thì giờ mình đã gửi xe dưới rồi và bây giờ mình đang leo bậc thang á, mình đi lên. Sẵn tiện đây mình quay xung quanh cho các bạn xem ha. Thì trên đường đi này nó có cái cục đá này các bạn, thì thấy người ta thờ đó, mình cũng chưa tìm hiểu là đá này là đá gì nè các bạn. Thì sau này mình sẽ bổ sung cái di tích cục đá này lên cho bạn xem ha. Mình chỉ biết cái đoạn trên á là nó có một cái cục đá lớn hơn ha. Thì cái cục đó là gọi là đá ông Tà. Thì lát nữa đây mình sẽ lên đây mình quay cho các bạn xem nó sự tích cục đá ông Tà. Thì sự tích đá ông Tà là như thế này. Ngày xưa khi các thợ mà đang làm cái đường đi lối đi bộ đi lên như thế này á, thì không thể nào mà bê được cái tảng đá nó đi. Tất cả những hàng đá mà xung quanh nó đều được bê chắc hết xung quanh hai bên, nhưng mà cái cục đá này thì không bê được, không thể nào mà đào lên được. Thì có kêu một số đội thợ mà phá đá bằng bơm mìn á thì tới, nhưng mà người ta cũng đặt bơm rồi, đào phía sau rồi, không thể nào mà có thể dùng bơm phá cái tảng đá này được. Thì sau đó mới nói với lại chủ trì, thì chủ trì nghe nghe vậy và nói mọi người hãy giữ nguyên cái tảng đá đó, giữ nguyên cái tảng đá đó lại và thờ cúng cái tảng đá đó. Thì sau này được biết thì cái tảng đá này nó liên kết với một cái tảng đá sâu, nó gắn liền với một tảng đá sâu phía bên bên trong lòng đất đó các bạn. Và sự tích đá ông Tà như thế này, từ ngày xưa trên đỉnh núi đây, ngày xưa trên đỉnh núi đây thì các có hai cái cặp vợ chồng đến đây thì hay là cãi cự với nhau. Thì người chồng lỡ tay xô cô vợ rơi xuống vực, và sau đó thì cảm thấy rất là đau buồn và đi tìm xác của người vợ, thì tìm hoài vẫn không thấy xác của người vợ. Thì từ cái tảng đá ông Tà này có khả năng là trấn yểm bùa tình duyên. Sau này những cái cặp nào mà yêu nhau dắt lên trên cái đỉnh núi này thì về đều phải chia tay hết. Thì người ta kể rằng cái oan hồn của cô vợ đó quá oan ức đi, thì mới cặp đôi sau này phải chia tay nhau. Thì cái này chỉ là những cái lời đồn kể thôi, chứ vẫn chưa có tính xác minh. Và cái tảng đá ông Tà này có khả năng là chắn sóng điện thoại, nó khi cầm điện thoại đến từ cái vị trí đá ông Tà này lên trên núi thì đều sóng điện thoại không có, nên nhà chùa là phải
kéo dây điện thoại từ dưới lên. Mình chỉ biết được một vài thông tin như thế thôi. Nếu anh chị em, bà con cô bác nào có thông tin gì thêm, xin vui lòng hãy comment bên dưới video này. Xin cảm ơn bà con cô bác cùng tất cả anh chị em. Đây này các bạn, đây là hòn đá ông Tà nào các bạn. Thì người dân ở đây thường gọi là ông Tà chứ không gọi là hòn đá nha các bạn. Thì người ta cúng ông ở đây, cúng ông ở đây, nhang khói và trái cây đồ cúng ông ở đây. Người ta rất là cử khi gọi là hòn đá, người ta chỉ gọi là ông Tà này các bạn. Mình quay ông Tà cho các bạn xem. Kế bên hòn đá này là có anh thanh niên này bán tiền, tiền Việt Nam, những tờ tiền cũ xưa rồi, không còn thông hành nữa các bạn. Và có tiền đô, tiền đô thì vẫn còn thông hành, ví dụ 1 đô 2 đô vẫn thông hành bình thường ha. Anh này nó bán một bàn tiền luôn. Này mà lỡ có một con gió nào mà nó ùa qua thì chắc anh đi lượm hơi mệt á. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục lên trên đỉnh núi luôn nha các bạn. Thì ở đỉnh núi, núi này thuộc ở Dĩ An, Bình Dương á các bạn. Núi này xung quanh đỉnh núi này thì các ngọn núi khác được khai thác đá hết rồi. Thì mình nhìn xung quanh hết chỉ có còn mỗi cái đỉnh núi này thôi. Thì lúc nãy dưới đỉnh núi mình cũng thấy là cái đỉnh núi này đã được đào, đã được khai thác ở xung quanh cái chân núi rồi các bạn. Không còn cái chân núi nữa. Nó là một cái vách núi thẳng đứng từ dưới lên trên luôn đó các bạn. Thì cái hiện tượng mà đào chân đá, đào chân núi này nó rất là nguy hiểm. Ví dụ sau này mưa đổ thì cái diện tích mà đá ở trên đó, nó rất là dễ bị sạt lở. Bởi vì nó không có chân, nó mất chân rồi. Nó thẳng đứng từ dưới lên trên rất là cao luôn đó các bạn. Ngay cái đường mà chạy xe chạy lên á, cái đường mà xe chạy lên á là người ta lấy xe cạp đá hết ở dưới chân núi rồi. Còn nguyên một cái vách từ dưới lên trên thôi. Lát nữa mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Các bạn nhớ xem cái đoạn cuối mình sẽ có quay toàn cảnh cái ngọn núi này cho các bạn xem ha. Mình lên gần tới trên ngọn rồi các bạn, tới ngọn núi rồi. Thì khúc này bậc thang nó hơi dốc, hơi cao nhưng mà nó vẫn thoải mái mình bước chân đi nha các bạn. Rồi mình đã đến được cái đỉnh núi rồi, ngay trước chân cổng chùa Châu Thới này các bạn. Đây cổng chùa Châu Thới đây, thì cái đường lên này là đường phía sau nha các bạn. Hello, xin chào tất cả bà con cô bác cùng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube NNT 1001 của mình. Thì hôm nay mình đang có mặt ở tại cổng chùa Châu Thới, trên đỉnh núi Châu Thới thuộc tỉnh Bình Dương nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ quay toàn cảnh ở chùa Châu Thới này cho các bạn xem. Chúc bà con cô bác cùng tất cả các bạn xem clip vui vẻ. Nếu bà con cô bác hay các bạn mà thấy clip này bổ ích hãy nhớ nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình để cho nhiều người cùng biết đến với chùa Châu Thới này. Chúc tất cả bà con cô bác một ngày Chủ nhật thật là vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong chùa Châu Thới nha các bạn. Đây là phía cổng chùa Châu Thới nè các bạn. Ở đây có xe cộ rồi lên xuống thường xuyên nè các bạn. Rồi trước khi vào bên trong á, bây giờ mình sẽ quay sơ ở cảnh bên ngoài đây cho các bạn xem trước, rồi mình sẽ vào bên trong chùa sau nha các bạn. Thì phía bên tay trái mình đây là phía trên bên trái màn ảnh các bạn xem á, là đường đi lên á, và phía bên tay phải là đường mà xe chạy lên á. Thì đường này nó rất là dốc luôn á các bạn, rất là dốc và nó có những cái đường quanh co rất là nguy hiểm. Nên những bạn nữ hay là những bạn nào mà tay lái yếu á, thì mình nghĩ các bạn nên gửi xe phía dưới và mình đi bộ lên đường bậc thang ha. Đường này rất là dễ, mình đi một mặt từ dưới lên trên luôn á, không có nghỉ luôn á các bạn. Nó rất là thoải mái. Xe thì ai mà cứng tay lái thì hãy lái lên nha. Xe con rồi đó thì các bạn quen đường đi rồi thì hãy lái, chứ còn mới tập lái thì mình cũng không nên đi những cái đường này.
Thì cái cổng chùa Châu Thới này là ở phía sau nha các bạn, ở phía trước là không có cổng, phía trước là mặt tiền là hai Phật Bồ Tát ha. Hai Phật Bồ Tát đứng rất là cao, hai tượng rất là cao đứng đó. Thì ngay khúc cua này có cái gương cầu lòi nè các bạn. Và ở phía dưới sân này là có tượng Phật nhiều tay nhiều mắt này các bạn. Không biết cái sân này người ta đang dự định làm gì mà nó có những cái lỗ thủng rất là sâu đó. Những cái lỗ thủng này nhìn xuống tận ở phía dưới, dưới lớp đất ở dưới luôn đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi dần vô phía bên trong, mình quay cho các bạn xem ha. Ở đây là nhiều bạn chạy xe máy lên không có gửi, mà đứng ở đây thì nó gây cản trở giao thông rất là nguy hiểm. Mình có thể mình chạy xe vô trong mình gửi. Thì theo như mình á thì trên chùa này mình cũng không nên cho gửi xe máy, bởi vì xe đậu này rất là nhiều, và những cái khói bụi tiếng xe làm giảm đi cái sự tâm linh của ngôi chùa này nha các bạn. Đó, mình bước vào bên trong thì phía bên trái của mình đó là chánh điện nha các bạn. Thì ngôi chùa Châu Thới này nằm trên đỉnh núi nhỏ nên chùa cũng không có rộng lắm, và ngay chỗ phía trước cổng chùa đây thì có những cái tòa tháp, có tháp 3 tầng và tháp kia 7 tầng, có 7 tầng tháp và có tháp 3 tầng. Thì mình quay sơ một vòng lại cho các bạn xem. Ở phía trước sẽ có hai cái tượng Phật, các bạn thấy cái tượng Phật lớn không? Thì tượng đó cao cỡ khoảng 22,5 mét đó các bạn, và nặng hơn 100 tấn. Thì mình đang đi lại tượng Phật đang cởi voi đó các bạn. Phật đang cởi voi là Đức Phổ Hiền Bồ Tát nha các bạn. Phật Bồ Tát Đức Phổ Hiền ha. Thì Phật này đang cởi voi đó các bạn. Và phía trước là Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi mình sẽ qua bên tháp chuông này các bạn. Mình đi qua tháp chuông này. Thì ở bên trong tháp chuông có treo cái đại hồng chung, cái chung đó các bạn. Thì cái chung này được đúc ở Huế, giống như trang với kiến trúc nổi tiếng ở Huế đó các bạn. Và phía trước này là có bia lưu niệm công đức, một thằng Kim Quy đang đội bia trên đầu, trên lưng. Này các bạn, mình sẽ quay cái tháp chuông và có cái đại hồng chung ở đây cho các bạn xem ha. Phía trước là có Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi kế bên. Kiến trúc này được làm theo các cái di tích nổi tiếng ở Huế nha các bạn. Đây mình quay sơ cái tháp chuông này cho các bạn xem ha. Thì đứng từ tháp chuông mình có thể nhìn xuống phía dưới, một bên là hướng về Đồng Nai và một bên là hướng về thị xã Dĩ An Bình Dương ha, Thủ Dầu Một Bình Dương. Thì trên đỉnh núi này mình xuống nhìn xuống mình thấy rất là nhiều những cái đá mà người ta khai thác đó, người ta chắc từng đống đó các bạn. Thì ở khu vực này là chuyên về khai thác đá ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay lại phía bên trong. Đây là một cái tượng Phật để đang dạy cho các đệ tử nha các bạn. Đó, thì tượng Phật này ở dưới gốc cây này rất là đẹp luôn các bạn. Phong cảnh ở đây các bạn chụp hình rất là đẹp ha. Mình nghĩ là những cái xe máy mình không có nên để ở đây. Xe máy trên này làm một cái bãi dựng xe máy đầy rẫy hết, thì nó làm mất đi cái cảnh quan của cái chùa này các bạn ơi. Đây là hai con rồng nổi tiếng luôn các bạn. Hai con rồng này tượng trưng cho Lưỡng Long Triều Nhật nè các bạn. Hai con rồng khá là lớn. Thì đối diện với hai con rồng này là Quan Thế Âm Bồ Tát, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ha. Thì tượng này cao 22,5 m và nặng hơn 100 tấn nè các bạn. Ngôi tượng này khá là lớn, khá là cao luôn các bạn. Mình nhìn từ dưới nhìn lên đó, khá là cao luôn. Và hai con rồng cũng rất là lớn luôn các bạn.
đây, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát này các bạn. Và phía bên kia là Đại Thế Chí Bồ Tát ha. Hai con tượng này nó ngang với nhau, hai con tượng to cao ngang nhau đó các bạn. Đây con rồng đây đó các bạn, nhìn xa xa kia là thấy tượng Đại Thế Chí Bồ Tát này các bạn. Đại Thế Chí Bồ Tát đang cầm bó hoa trên tay đó các bạn. Đây mình giới thiệu các bạn, đây là bộ tượng Di Đà Tam Tôn ha. Tượng Di Đà Tam Tôn thì ở giữa là Đức Phật Di Đà ha, và hai bên là Đại Thế Chí Bồ Tát và Quan Thế Âm Bồ Tát nha các bạn. Bộ tượng Di Đà Tam Tôn ha, Quan Thế Âm Bồ Tát và Thế Chí Bồ Tát là hai bên, và giữa là Đức Phật Di Đà. Tượng cao đó là Quan Thế Âm Bồ Tát đó các bạn, và bên này là Đại Thế Chí Bồ Tát nha các bạn. Hai ngôi tượng này rất là lớn cao. Ở phía dưới là những cái đứng trên búp sen. Đây tượng Đại Thế Chí Bồ Tát đang cầm bó hoa này các bạn. Ngôi tượng này khá là cao và điêu khắc rất là tỉ mỉ ha. Nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Đây các bạn nhìn con người mình đứng rất là thấp, nhỏ, rất là nhỏ bé so với ngôi tượng này nè các bạn. Ngôi tượng nặng trên 100 tấn luôn đó. Thì hai ngôi tượng này hướng về phía trước đó. Thì ngôi chùa này ở phía trước không có bậc thang lên nha các bạn. Hướng đi cổng là nằm ở phía sau, nên ngôi chùa này mình sẽ đi từ phía sau về phía trước ha. Và đây là lưỡng rồng, lưỡng long triều Nhật này các bạn, hai con rồng. Bên này hai con rồng, và phía bên Quan Âm Bồ Tát bên kia cũng hai con rồng. Thì tổng cộng đây là bốn con rồng khá là to luôn các bạn. Thì đa số các điêu khắc ở ngôi chùa này đều là rồng, từ những cái mái nhà ha, từ những cái mái nhà và những hàng rào đều là điêu khắc rồng hết đó các bạn. Đây mình sẽ đi dạo một vòng ở phía bên trong này cho các bạn xem coi có gì ha. Thì hôm nay mình sẽ quay review tất cả các cảnh ở phía bên ngoài cho các bạn xem. Còn các bạn muốn vào bên trong thì các bạn sẽ đến đây cúng viếng và mình vào bên trong ha. Do bên trong người ta cấm không cho quay phim chụp hình nha các bạn. Đây mình quay cho các bạn xem tranh nhân quả này các bạn. Thì cái này mình quay hơi nhanh, nếu các bạn muốn đọc thì các bạn bấm dừng lại rồi các bạn đọc ha. Mình sẽ quay đầy đủ đây cho các bạn đọc ha. Nhưng mà mình sẽ quay nhanh qua chứ không có dừng để cho các bạn đủ thời gian cho các bạn đọc ha. Mình quay nhanh qua, các bạn cứ mình bấm pause lại, bấm dừng lại rồi các bạn đọc rồi cho qua tiếp ha. Đây mình sẽ quay sơ cho các bạn xem ha, tranh nhân quả này các bạn. Mình quay này không biết các bạn có thấy nó nhỏ lắm không, thì mình nghĩ các bạn có thể xem trên iPad hay là trên TV thì các bạn sẽ đọc được. Còn trên điện thoại thì mình sợ cái màn hình điện thoại nó hơi nhỏ, các bạn không đọc được ha. Đây hai bức tranh nhân quả đặt ở phía sau bức tượng Đại Thế Chí Bồ Tát này các bạn. Nói chung bức tranh nhân quả này nó khá là hay đó các bạn. Các bạn hãy đọc đi rồi sẽ thấy thấm những cái hình mà người ta vẽ trên đây ha. Rồi mà kế bên bức tranh nhân quả thì đây là miếu thờ Di Lặc Bồ Tát đó các bạn. Phật Di Lặc đó các bạn. Rồi ở đây là cái cổng chính để vào bên trong chánh điện nha các bạn. Nhưng hôm nay thì đóng cửa rồi, và phía trước là có bức bình phong ha, hình vẽ hình ông hổ nha các bạn. Hôm nay được chắn bởi bức bình phong này. Đây các bạn, đây là
miếu thờ Quan Thánh Đế Quân ha, tức là Quan Công, là người trong phim thời Tam Quốc diễn nghĩa đó các bạn, người đã có công rất là lớn trong việc mà tạo nên nhà Thục Hán đó các bạn. Nếu các bạn đã từng xem phim Tam Quốc thì Quan Thánh Đế Quân là nhị đệ của Lưu Bị, có công xây dựng nhà Thục Hán. Tất cả các đền thờ của Quan Thánh Đế Quân đều có hai vị tướng hai bên, một là Quân Bình, hai là Châu Thương. Thì Quân Bình là con nuôi của Quan Thánh Đế Quân và Châu Thương là người đại tướng thân cận bên Quan Thánh Đế Quân, cùng với ngựa Mã Xích Thố và Thanh Long Uyển Nguyệt Đao. Kính thưa quý vị, thưa bà con cô bác cùng tất cả các bạn xem video trên kênh YouTube của mình, thì những cái thước phim này mình không thể nào ra đứng ở vị trí này mình quay được, thì mình đang nhờ một cái thiết bị flycam, thiết bị bay không người lái, mình quay được những cái thước phim này. Thì hôm nay mình sẽ quay toàn cảnh ngôi chùa Châu Thới trên đỉnh núi Châu Thới cho các bạn xem ha. Thì cũng mong quý vị, bà con cô bác cùng tất cả các bạn chia sẻ video này để cho nhiều người thân và bạn bè của quý vị biết, mà có thể đến ngôi chùa Châu Thới này cũng như là ủng hộ video của mình. Rất mong quý vị, bà con cô bác cùng tất cả các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Chúc quý vị, bà con cô bác cùng tất cả các bạn một ngày mới tốt lành, và chúc tất cả xem clip vui vẻ. Đây quý vị thấy cái kiến trúc của đường đi lên chùa Châu Thới rất là đẹp đúng không các bạn? Và các bạn thấy ở vách đá ở phía bên hông chùa đó các bạn, đang đã được không còn chân núi nữa các bạn, đang là một vách đá thẳng đứng từ dưới lên. Thì cái điều này rất là nguy hiểm vào những dịp trời mưa, những lúc trời mưa thì rất là dễ bị sạt lở ha. Thì phía bên sau thì cái đường mình đi bộ lên á vẫn còn cái chân núi rất là xa, thì phía đó rất là an toàn, nhưng cái phía đường xe máy chạy lên này rất là nguy hiểm, vách đá thẳng từ dưới lên.
bà con cô bác cùng tất cả các bạn thân mến. Nếu các bà con cô bác cùng các bạn xem video này cảm thấy hay và đẹp thì xin hãy cho mình một like và chia sẻ để cho nhiều người cùng biết đến chùa Cầu Thới và đến thăm cúng viếng thắp nhang với chùa Cầu Thới ha. Xin cảm ơn bà con cô bác cùng tất cả các bạn rất là nhiều. Chúc bà con cô bác cùng tất cả các bạn một ngày thật là vui và đầy hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.